Chào cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Catalan Fishing. Thì trong clip ngày hôm nay, show em tiếp tục giới thiệu đến các bác một dòng dây câu đến từ thương hiệu Varivas. Thì để dòng dây hôm nay show em muốn giới thiệu là dòng dây BE đấy các bác. Thì nó có tên là dây Varivas Crowfan. Đó. Thì đối với cái mẫu dây Crowfan này, hiện tại bên em sẽ có size size cuộn dài 200m là 300m, thì size 200m hiện tại bên em sẽ có các size là 1.5 này, 2 chấm và 3.0. Đó. Còn size 300m thì có các size là 2 chấm, 3 chấm và 4.0. Đó. Thì đây là cuộn là 1.5 size 200m. Rồi, trước tiên thì quay qua một chút về cái hộp. Đó, thì sẽ đứng ở trong các hộp giấy như vậy đây. Mặt trên có in đầy đủ các thông tin này. Để là cuộn size này size số 3, dài 200m đó. Mặt sau thì in thêm một số các thông tin bằng tiếng Nhật, các công nghệ nổi bật của Varivas đó. Đây các bạn nhé. Còn bên trong thì nó sẽ cuộn dây như vậy. Thì dây này là loại dây 5 màu nha các bạn, tất cả tổng cộng 5 màu. Đây các bạn nhìn trên cuộn thì nó cũng có màu đây. Với mỗi 10m thì nó sẽ thay đổi một màu. Vừa 10m màu này thì sang 10m là 10m sau là màu khác. Đó, đây là những cái màu cơ bản này. 1 2 3 4 5. Đó. 1.5. Đây sẽ mở cuộn số 3 của size 300m đây. Đây thì đây cuộn số 3 của cuộn 300m. Thì nó cũng đóng gói tương tự như các cái cuộn 200m rồi. Thì nó sẽ được đóng đầy hơn vì cái lượng dây nó nhiều hơn này. Đó. Và in đầy đủ các thông số 300m mà cũng đều là màu. Dây thì cực kỳ mịn và mượt. Mặc dù dây X8 không có X12 nhưng mà cực kỳ mịn. Thì với các cái size này thì đầy đủ các size dành cho các bác chơi lure được rồi. Những cái size 1.5 chơi máy ngang, size 2.2.3.0 thì chơi máy đứng được. Còn các cái size lớn hơn size 300m thì 2.3.4 thì các bác chơi cầu lục hoặc chơi những bộ môn thể loại cầu biến đều được. Đó. Đây. Chung là màu sắc thì cực kỳ tươi. Với con này nếu chắc lên máy em nghĩ cực kỳ đẹp, màu sắc đều mà cực kỳ tươi. Như các bác nhìn qua video có thể sẽ khó cảm nhận được cái màu sắc là nhìn cầm vào con dây ở ngoài cực kỳ thích. Rồi thì mọi thông tin thêm về các size này, giá bán từ các loại 200m, cuộn 200m, cuộn 300m em sẽ để chi tiết trong phần mô tả. Đó, thì các bác tiện theo dõi thêm trong phần mô tả đây. Như muốn mua hàng thì cứ trực tiếp đến địa chỉ cửa hàng của em, cũng như liên hệ qua số điện thoại, số Zalo. Địa chỉ cửa hàng, số điện thoại sẽ để chạy bên dưới đây. Rồi thì xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Tạm biệt các bác.